Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người, em là Hoàng Thịnh Hải Bánh Nhật ạ. Vâng, hôm nay thì em có về thêm một số các món đồ mới các bác nhé. Hôm nay thì có dao bếp, dao đi rừng như mọi khi này, và dụng cụ đồ nghề sửa chữa, liềm, cuộn, liềm và một số các cái cây cảo ê tô, rồi thì có kìm thủy lực này, kéo cắt tỉa hàng rào và có cuốc chim, cáp và chổi than các bác nhé. Vâng, các bác vào chơi với em cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Đầu tiên thì để không mất thời gian mọi người, em xin lên mã H1. Dạ vâng, đầu tiên là cái mã H1 này thì em lên cái chổi than này các bác nhé. Cái chổi than này thì nó là em bán là 150k cho ba cái lạng chổi than như này các bác nhé. Ba lạng như này thì khá là nhiều. Cái này thì chổi than thì nó linh tinh lắm, nó nhiều loại lắm các bác. Đây này, nó rất là nhiều loại to nhỏ ạ. Thì ví dụ như là cái máy của mình mà không vừa hay gì ấy, những cái chổi than này các bác mình có thể mài đi. Mình mài đi là nó sẽ vừa với cái máy của mình, nó có nhiều loại lắm, cả to cả nhỏ này. Đấy, mà ba lạng thì được rất là nhiều nha các bác nhé. Ba lạng thì chắc nó phải tầm này, hơn tầm này đấy. Đó, thì em bán là 150k cho ba lạng này, là H1 là 150k ba lạng. Tiếp theo là mã H2 thì H2 thì em lên một cái cuộn cáp nha các bác nhé. Cái cuộn cáp này thì nó dài là 50m các bác. Dài là 50m này, còn cân nặng của nó hình như là được 2,8 kg thì phải. 2,8 kg ấy. Đó. Thì nó dài 50m, mà cáp này cáp 5 ly nhé, cáp không rỉ. Thì cái mã H2 này là 250k cho một cuộn cáp như thế này các bác nhé. Đó, 250k. Tiếp theo là H3. H3 thì em lên một cây kéo tỉa hàng rào. Cây này thì còn trên thân cán thì còn tem này, cán bằng nhôm và có thể là rút ra rút vào này, không bị cấn móp gì các bác nhé. Rất là trơn tru. Đó. Đây, cả hai cán này. Nó không có bị cấn móp gì các bác nhé, nó khá là dài. Và cái phần lưỡi này thì nó đang còn bén, cho nên không phải mài rũa gì lại các bác nhé, cứ vậy mà mình xài thôi. Đây. Đó. Đẹp chứ không có bị nhăm mẻ gì các bác. Đó. Lưỡi cứ vậy về là các bác mình xài thôi. Còn cái chiều dài lưỡi sử dụng của cây kéo này ấy, thì em đo được nó khoảng là 14 cm này. Chiều dài lưỡi sử dụng 14 cm. Còn khi thu gọn vào thì nó sẽ được là cả lưỡi cán là được 65 cm. Còn về phần khi mà rút dài hết ra ấy, thì cái này các bác mình có thể cắt tỉa hàng rào ở trên cao ấy, thì rút hết ra nó được gần 1 mét các bác nhé. Nó được là gần 1 mét. Thì cái mã H3 này đây. Thì khi các bác xài ấy, thì các bác có thể lấy tay như này, mình vặn như này này. Đó, mình vặn ngược chiều như này, nó lỏng ra là các bác mình rút ra. Xong các bác mình xoáy vào như thế này thì nó sẽ vào khớp của nó nhé. Ý là vào khớp là nó sẽ chắc lại. Còn khi nào các bác muốn tháo ra thì vặn nhẹ như thế này thôi, đẩy lên rồi mình vặn vào như thế này thì nó sẽ chắc chắn lại các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Cái cán của nó ở dưới tay cầm thì sẽ có bọc cái nhựa như thế này. Thì cái H3 là 250k. Tiếp theo là mã H4. H4 thì em lên một cây kéo tỉa, cây kéo dùng để cắt cành ở trên cao. Cây này cũng còn khá đẹp này, lưỡi là hai lớp thép các nhé. Đó, lớp hamon ở đây, lưỡi hai lớp thép này, nó da dẻ láng mịn. Cây này thì rất là đẹp, cán củng nếu chắc chắn, cán thì cây này còn chắc chắn cực kỳ luôn, không có bị mục mại hay gì các bác nhé. Đó, ốc chốt đầy đủ này, khâu chốt đầy đủ, và cái lưỡi kéo đây, hỏng hai lớp thép, cắt cành có thể dùng để cắt cành to được các bác nhé. Thì cái mã ở đây em cho chiều dài, thì cái chiều dài của cái kéo này sẽ được là 61 cm này. Nó được 61 cm. Thì cái H4 này có giá là 250k. Tiếp theo H5 thì em lên một cây kéo cắt cành trên cao. Cây này thì của hãng Con Cua. Cây kéo này của hãng Con Cua này. Ở phần cái cây này thì cái phần cán nó còn tương đối đẹp nhé các bác nhé. Đó, ở đây có chữ đúng. Đây. Ở đây thì có chữ Made in Japan và có hình logo hình con cua ở đây. Kéo thì còn khá đẹp nha các bác nhé. Cán thì gỗ thì cũng còn chắc này, nó không bị mục mại gì. Cái này do kiểu dính những cái nhớt nhau ở trong bao hàng ấy, đó, nó bị đen thôi. Còn cán thì bằng nhôm này, cũng còn rất là chắc, không bị cấn móp gì. Ở phần lưỡi kéo cây này thì nó có một cái vết nhăm nhẹ như thế này. Tuy nhiên thì em cũng để vậy thôi, chứ em không có mài đi các bác nhé, không có mài đi. Tại vì nếu mà em mài đi thì chắc các bác cũng không thấy được đó. Tại vì cái cây này thì em có cắt thử rồi thì em thấy là nó vẫn còn sử dụng khá là tốt. Đây này, bên này nó bị nhăm nhẹ một miếng như thế này. Tuy nhiên để mà cắt cánh thì khi khép vào như này này, nó rất là khít nha các bác nhé.
rất là khít, cho nên nó không không cần thiết là phải mài đi đó. Còn sau này các bác mình sử dụng đến đâu ấy thì mình có thể là mình, hoặc là bác nào muốn thẩm mỹ đẹp hơn thì các bác có thể mài rũa lại cái lưỡi này thì sẽ ok hơn đó. Thì về chiều dài sử dụng của cây kéo con cua này ấy, thì sẽ là 1 mét các bác nhé. Cây này là 1 mét thì cái mã H5 là 500k các bác, H5 là 500. Tiếp theo là mã H6 ạ. Tiếp theo là H6 thì em lên một cái cây cụ lưỡi quốc chim. Lưỡi quốc chim này thì của hãng Taki này, có chữ Taki ở đây và nó có một cái logo như vậy. Thì quốc chim này thì cũng còn tương đối đẹp. Cái phần sử dụng thì cái này người ta cũng đã sử dụng rồi, tuy nhiên ở phần đầu của nó thì cũng còn khá là nhiều nhé. Cái phần lưỡi thì bản cũng khá là to, không bị cấn móp hay là nứt vỡ bất cứ điểm nào. Về phần cân nặng của cái lưỡi quốc chim này thì nó sẽ được là khoảng độ là 1,35 kg, nó được 1,35 kg. Còn về bản lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được là hơn 7 cm một chút. Chiều dài lưỡi thì được là 19,5. Tổng chiều dài thì sẽ là được khoảng 45,5 cm. Thì cái mã H6 này có giá là 180k các bác. H6 là 180. Tiếp theo mã H7 thì em lên một cây quốc chim. Cây này thì của hãng con chuồn chuồn, nó có logo hình con chuồn chuồn ở đây. Cây này thì hàng cũng đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên nó cũng còn xài tốt các bác nhé, không bị móp méo hay là nứt vỡ bất cứ điểm nào này. Da gì hạt cây này còn láng mịn, hàng rèn thủ công này các bác. Đó, hàng rèn thủ công. Thì về phần bản rộng của lưỡi sử dụng cái cây này thì sẽ được là 7 cm. Chiều dài lưỡi được 18,5. Còn tổng chiều dài thì cái cây này sẽ được là khoảng 43,5 cm, 43,5. Về cái cân nặng thì cây này được 1,5 kg các bác. Cây này nặng 1,5 kg. Thì cái mã H7 có giá là 220k. Một cây quốc chim của hãng Hồng Chuồn. Tiếp theo là H8 thì em lên một cây quốc chim nữa. Cây này thì hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Đó, có logo mộc truyện chữ đầy đủ này, rất là sâu. Đấy, cây này lớp sơn mà còn nguyên, cây này hàng chưa qua sử dụng luôn. Đấy, cây này thì còn rất là đẹp, cũng là rèn thủ công. Đó, cũng không, tình trạng thì còn ok các bác nhé. Về phần cân nặng của cái lưỡi này thì nó sẽ được là khoảng độ là 2,2 kg. Lưỡi này nặng thì 2,2 kg. Còn về cái bản rộng của lưỡi sử dụng được 9,5. Chiều dài lưỡi sử dụng thì được là 24 cm. Về tổng chiều dài cái lưỡi này thì sẽ là 58, tức là rất là dài, lưỡi này rất là to. Thì cái mã H8 này có giá là 250k. Tiếp theo là H9 thì em lên một cái cây Eto. Thì cái cây Eto này thì cũng còn tương đối đẹp đây các bác nhé, nó còn tương đối đẹp. Thì cái cây này thì đây các bác, đó. Cây Eto này thì các bác mình có thể về mình gắn vào bàn, chân bàn ấy, gắn vào cái mặt bàn ấy. Đó, nó có thể xoay được 360 độ các bác nhé. Đây, khi gắn vào thì các bác mình muốn xoay bên nào cũng được. Cái ốc khóa của nó đầy đủ như thế này đấy. Đấy, nó có ốc khóa đầy đủ như vậy cho các bác mình về để mình thao tác này, cố định. Còn về cái phần lưỡi về phần lưỡi của cây Eto này ấy, thì cái lưỡi miệng của nó sẽ là miệng 90 các bác nhé. Miệng 90. Bản kẹp tối đa thì sẽ được là khoảng 6,5. 6,5. Đó, ở trên cây Eto này có một cái mặt đen nhỏ như thế này. Đó, còn tương đối đẹp này các bác. Lớp sơn cũng đang còn. Thì cái mã H9 có giá là 700k các bác nhé. 700k. H9. Tiếp theo là H10. H10 thì H10 em lên một cái cây kìm bấm, cây kìm gọi là cây kìm thủy lực nhé. Cái này kìm bấm cốt thủy lực các bác. Thì cái cây này thì nó có một cái, đây, cái cây này nó khá là nặng. Bởi vì nó nặng nên là khó thao tác. Cây này nó nặng tới 4,2 kg các bác. Nó nặng là 4,2 kg. Thì cái đây, cái cây này thì nó có thể rút ra được như này này. Đó. Thì khi các bác mình sử dụng ấy, đó, thì có thể rút ra được như thế này. Nó có một cái chốt ở đây và có một cái xích như này nhé. Đó, mình rút ra như này. Ở trong này thì có sẽ có các thông số. Nó là 5860 này và 1422. Tức là có các thông số ở đây. Cái này thì em không làm nên không có rành. Thì bác nào làm thì các bác có thể rành, các bác biết ấy, nó có nhiều size ấy, nó to nhỏ nó khác nhau. Đó, và khi mà ví dụ các bác muốn size lớn này thì mình vặn lên size lớn, size nhỏ thì vặn size nhỏ. Khi vặn đến cái size cần thì mình chốt vào vậy thôi. Đó, nó khá là đơn giản. Còn cái cây này thì ở đây có logo dấu zip hàng nội địa của Nhật này. Đó.
còn khá là đẹp đây các bác nhé. Tay cầm này không có bị nứt vỡ bất cứ điểm nào. Về cái phần bơm ấy thì đây. Đó. Đâu rồi? Đây các bác. Đó, cái cốt ti bơm còn rất là ok nhé. Đó, rất là cứng. Khi đến đây là không bơm được nữa các bác nhé. Đó, mà khi ép lên đây không bơm được nữa này. Còn khi mà xả ra thì ấn cái nút này. Đó, ấn cái nút, có cái nút ở đây. Các bác mình ấn là nó sẽ tụt cái ti xuống như vậy. Rất là cứng các bác nhé. Đó. Còn xài ok thì cái mã H10 này sẽ là 500k các bác. H10. Ở trên các cái kênh ấy, thì người ta bán cái cây này hình như là tới 800 mấy hay 900 mấy một cây này này các bác. Đó, thì cái H10 là 500. Tiếp theo là mã H11 ạ. Đây, H11 thì em lên một cái cây Eto nhỏ. Đây, H11 em lên cây Eto nhỏ. Cây Eto này thì dòng Eto kẹp bàn các bác. Đây, dòng này nó dòng kẹp bàn này. Ở dưới này nó có con ốc để cho các bác mình kẹp bàn như vậy. Cây này thì hàng đúc nguyên khối này, đúc nguyên khối. Còn rất là đẹp và nhìn nó rất là cứng cáp các bác nhé. Rất là cứng cáp. Về phần cân nặng của cây này thì nó nặng được là 2,7 kg. Cái cây này thì sẽ nặng 2,7 kg. Còn cốt vặn thì sử dụng ok đây các bác. Đó. Tất cả thì về em đã vệ sinh cũng như là cha dầu mỡ đồ này kia để cho nó hoạt động trơn tru bình thường ấy. Đó, còn đây là cái miệng kẹp của cái cây này, cái miệng kẹp của nó sẽ được là hơn 7 cm một chút. Còn cái kẹp tối đa là được 3 cm các bác nhé. Kẹp tối đa được 3 cm. Thì cái mã H11 này, H11 thì có giá là 400, không bị nứt vỡ cong vênh gì các bác nhé. Rất là đẹp. Đó. Thì H11 là 400. Tiếp theo là H12 ạ. H12 em lên một cái cây cảo. Thì cái cây cảo này là của hãng Checkmark này. Size của nó là size 100 mm. Size 100 mm. Cái cây này thì hàng cũng đã qua sử dụng rồi. Đó. Đây còn hình thức sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi. Thì khi các bác dùng để cảo ép cái gì ấy thì mình cứ vặn đến vặn tối hết cỡ tối đa ra. Xong rồi các bác mình vặn, mình cảo ấy thì dùng để kẹp hàn hoặc là ép keo đồ các thứ thì nó rất là ok các bác nhé. Đó. Thì cái cây này nó là size 100 mm. Thì cái H12 này, H12 có giá là 200k các bác. Tiếp theo là H13. 13 thì em lên một cái cây cảo nữa. Cây này thì của hãng Super. Của hãng Super, hàng của Nhật đây các bác nhé. Made in Japan này, Made in Japan. Đó, cây này thì cũng còn sử dụng khá là tốt này. Đó. Thì cái cây này của nó là size, nó là size 75 các bác. Cây này size 75. Size 75 thì cái miệng của nó sẽ là được khoảng 9 cm. 9 cm nhưng chỉ kẹp được khoảng 7,5 thôi. Cho nên là thành size 75 các bác nhé. Size 75. Cây này cũng còn đẹp này các bác. Đó. Thì cái mã H13 này có giá là 150k. Tiếp theo là H14. Em lên một cái cây cảo tiếp theo. Cây này thì nó có một cái số 3 như vậy. Đó, về cái chiều dài của cái miệng của nó thì sẽ được 9 cm. Thì cảo tối đa thì cũng sẽ được khoảng độ 7,5. Cũng size 75 luôn. Thì cái H14 này là 120. Cây này thì sơn sủng còn mới còn đẹp này các bác. Đó, H14 là 120. Tiếp theo là H15 thì em lên một cây cảo nữa. Cây này thì cái đây là cái tên hãng của nó đây. Nó cái gì mà Gold Squad gì đây này. Đó. GLS. Cái cây này cái lớp xi mạ bên ngoài nó cũng đã bong rồi các bác nhé. Nó đã bong rồi. Đó. Nhưng mà tuy nhiên để sử dụng thì cũng còn khá là tốt này. Đó. Cây này thì cái mình có thể cảo nó rất là lớn. Cái miệng của nó rất là rộng. Đó, về chiều dài của nó thì sẽ được, cái miệng của nó thì sẽ được khoảng 27. Chiều dài là 27. Đó. Tay cầm cây này thì sẽ bằng gỗ nhé. Sử dụng tốt này các bác. Còn sử dụng tốt. Đó. Thì cái cây H15 này có giá là 170k. Tiếp theo là H16 thì em lên một cái cây kéo cắt tôn. Cây kéo cắt tôn này thì nó là
hàng của Mỹ các bác nhé. Đó, USA này, Swiss này. Đó. Cây này thì tay cầm thì có bằng nhựa này, còn sử dụng tốt đây các bác nhé. Cái miệng còn rất là đẹp này. Thì cái chiều dài của cái cây kéo cắt tôn này thì em đo nó là 24 cm. Thì cái H16 này là 100k các bác, H16. Tiếp theo là H17. Đây, tiếp theo là cái mã H17 thì em lên hai cái cây dùng để cột kẽm tấm đan xây dựng các bác nhé. Hai cây cột kẽm tấm đan xây dựng, chất liệu của nó sẽ là thép không rỉ này. Cây này thì có mộc triện chữ và cây này thì cũng có chữ Nhật đây các bác nhé. Thì hai cây. Về cái chiều dài của nó thì em đo cái cây đầu tiên này nó sẽ dài, cây đầu tiên ấy sẽ dài được là 21,5. Còn cái cây thứ hai ấy thì sẽ dài được 27,5. Đó, hai cây. Hai cây này thì có giá là 80k các bác. H17 là 80k cho hai cây này các bác. Tiếp theo là H18 ạ. H18 thì em lên một cái cây Comba. Cây này thì Comba cơ khí các bác mình dùng để đo vẽ sắt, kiểu vẽ vòng tròn ấy. Đấy. Thì bác nào thấy phù hợp mình mua về mình xài. Cây này thì ở trên đây có một cái mộc triện chữ SS này. Đó, có một cái mộc triện chữ SS. Cái đầu này của nó sẽ là có hợp kim đây các bác nhé. Đó. Cái đầu để các bác mình vẽ này có hợp kim này, rất là cứng. Về cái chiều dài của cái cây này ấy, thì em đo được là 25 cm. Thì H18 này có giá là 120k. Tiếp theo là H19. Em lên một cái cây mỏ lết răng. Cây này thì các bác mình làm điện nước đồ các thứ ấy. Đấy, hoặc các bác mình khoan giếng rồi ấy, thì mình có thể mua về mình xài. Cây này thì nó của hãng KTC, có logo dấu zip nội địa và size của nó size 450. Đó. Tay cầm thì nó là thép rèn các bác nhé. Tay cầm là thép rèn. Đó, tất cả thì đều còn hoạt động bình thường. Răng lợi còn ok này. Răng lợi còn rất là đẹp, không bị sứt mẻ bất cứ một răng nào. Thì cái mã H19 này thì có giá là 320. H19 320. Rất là nặng. KTC size 450 các bác. Tiếp theo là H20. Em lên một cái cây búa đóng đinh. Cây này thì nó là của hãng Dokyu này. Của hãng Dokyu. Thì cái đầu búa thì cũng còn tương đối đẹp, hàng thì cũng đã qua sử dụng. Đặc biệt cái cây này thì cái đầu búa của nó là thép không rỉ. Thép không rỉ rất là cứng, cực kỳ cứng các bác nhé. Đầu chữ V rất là đẹp. Đầu chữ V rổ đinh này, rất là đẹp. Và đặc biệt cái cây này thì cái cán rất là dài, thẳng, không có bị cong vênh gì các bác nhé. Và cái đường kính của cái đầu búa này thì sẽ được là 3 cm. Về tổng chiều dài là được 15. Còn về tổng chiều dài cán cây này được 55,5 cm. Thì cái H20 này thì là 180k. Tiếp theo là H21. H21 thì em lên cho các bác mình 3 cây như này. Có một cây cào này, một cây cào và một cái cây này để làm cỏ này, có một chuyện chữ, hàng rèn thủ công. Nó tay cầm thì bằng gỗ này và thêm một cái cây cưa lách nữa. Đấy, thêm một cây cưa lách như thế này. Là H21 thì có giá là 100k các bác nhé. Đấy, hàng thì tất cả đều còn đẹp và sử dụng tốt, lưỡi đã được mài bén này. Đó, các bác mình làm bonsai có thể mua về xài. Cây cưa này thì cái lưỡi cưa của nó không bị bể méo bất cứ răng nào các bác nhé, còn rất là tốt. Đó. Thì cái H21 này là 100k. Tiếp theo là H22. H22 thì em cũng lên một cái combo như vậy nữa. Đây cũng một cây cưa lách này. Một cây cưa lách và một cây cưa lách và một cái cào. Một cái cào để các bác mình cào tơi đất ấy. Đó. Và một cái cào nhỏ như này nữa. Đấy, lưỡi cũng đã được mài bén này. Thì tất cả đều có sử dụng tốt này. Thì là cái H22 có giá là 100k cho 3 cây này. Một cây cưa lách nữa. Đó. Tiếp theo là H23. H23 em lên một cái cào nhỏ như thế này. Cái này nó giống như kiểu người ta dùng để cào lá cây hay cái gì đó thì em cũng không có rõ này các bác. Thì cái cây này thì ở đây ở trên cán này có chữ Nhật này các bác. Đấy, phần đuôi cán thì ở đây bằng nhựa nhưng nó vỡ nhẹ một tí thôi. Tuy nhiên để mà cầm sử dụng thì không, nó không ảnh hưởng. Còn về phần sử dụng của cái này thì khi vặn ra như thế này các bác. Đấy, thì mình sẽ đẩy nó lên.
Ở đây có, trên này có tên hãng này của Yatuya. Yatuya. Thì đây bây giờ em sẽ đẩy lên thử cái này xem nào. Rồi. Đây. À đây các bác. Thì khi đẩy lên ấy, thì nó sẽ thành một cái cào nó rộng như thế này. Đó. Hình thức của nó sẽ như vậy. Còn khi các bác mình kéo xuống ấy. Đây, mình kéo xuống. Hết cỡ thì nó sẽ như này. Đó. Thì ở đây có một cái con ốc để cho các bác mình chỉnh ấy. Tùy theo các bác mình muốn là cái này nó dài hay ngắn này. Đó. Có thể đẩy lên ra nó dài như thế này, dùng để cào lá cây hay gì đó. Đó. Còn khi kéo vào thì sẽ như vậy. Thì ở đây có một cái con ốc chốt đây các bác nhé. Thì tùy để cho các bác mình tùy chỉnh. Để cái chiều dài của cái cây này nó sẽ được là 45 cm, là khi thu gọn này. Đó. Thì cái H23 có giá là 100k. Tiếp theo H24 thì em lên 3 cái cây móc rễ này. 3 cây móc rễ. Cái bộ này thì 3 cây này cũng còn đẹp cả các bác nhé. Tất cả thì đều còn sử dụng tốt. Đó. Chốt trước ốc chốt trước là đầy đủ này. Lưỡi móc mà còn ok này, không có bị nứt mẻ gì. Cái cây này cũng vậy, cây này size lớn. Đó. Phần cán của cũng còn đẹp đây các bác nhé. Cây thứ 3 của nó này. Thì ba cái cây này nó dài kiểu nó gần tương đương nhau. Thì cái cây dài nhất thì nó sẽ được là khoảng 35. Còn cái cây ngắn thì được 33,5. Cây thì 32. Đấy, nó khá dài. Thì cái H24 là 150k cho ba cây. Tiếp theo là H25 ạ. H25 thì em lên một cái cây dùng để cào cỏ này. Các bác mình làm vườn nhỏ ấy. Cây này thì rèn thủ công và lớp xi mạ màu xanh đang còn này. Ở trên tay cầm ấy thì có một cái tem và có hình của một người thợ rèn này. Đấy. Đi kèm theo thì có một cái cây cưa lách nhỏ như này nữa. Thì hai cái cây này H25 thì em bán là 100k các bác nhé. Đây, H25 này. Nó còn rất đẹp, cây này còn rất đẹp này, tem mác đang còn, tay cầm thì chắc chắn. Còn cái cây cưa lách này thì sử dụng tốt này, ở phần này nó hơi cấn nhẹ một chút thôi. Tuy nhiên cái phần lưỡi của nó đây. Đấy. Cái này thì hàng em chưa có vệ sinh nữa cơ, hàng chưa mài chưa vệ sinh. Thì cái H25 là 100k cho hai cây. Tiếp theo là H26. 26 thì có giá là 130k, thì 26 thì em lên một cái cây câu liêm. Cây này thì có mộc truyện chữ này, mài hạt lưỡi, mài hai mặt, ba lớp thép. Đi kèm theo thì có một cây liềm như này nữa. Thì đầu tiên thì em sẽ đo cái cây câu liêm. Thì cái phần lưỡi của nó sẽ dài được 15, còn bản nó rộng 4,5. Về cái tổng chiều dài thì sẽ được là 44. Còn cái cây liềm này thì lưỡi dài sử dụng đĩa được 17, còn tổng chiều dài của nó sẽ được là 36. Thì cái H26 có giá là 130 các bác. H26 là 130. Tiếp theo là H27. H27 thì em lên một cái cây câu liêm. Cây này thì nó khá đặc biệt. Cây này nó là dòng thép giấy xanh này các bác. Thép giấy xanh. Đấy, lưỡi mài hai mặt và hàng ba lớp thép các bác nhé. Cán cổ khâu chốt đầy đủ và còn chắc chắn này. Thì cái cây này thì cái bản lưỡi sử dụng, lưỡi chiều dài lưỡi sử dụng 14,5, bản rộng là được 3,8. Về tổng chiều dài ấy thì sẽ được là 39. Còn cái cây liềm nhỏ này ấy thì em được 16, lưỡi sử dụng 16, còn tổng chiều dài là 35. Thì combo hai cái cây này thì H27 nó có giá là 200k các bác. H27 là 200k. Tất cả thì đều còn sử dụng tốt. Cây liềm này thì xi mạ màu xanh ra còn đây các bác nhé. Đó. Tiếp theo là mã H28 này. 28 thì hôm nay em về được cái cây liềm thép giấy xanh. Cây này thì đặc biệt cái bản lưỡi dài. Cây này cũng hàng rèn thủ công, mài hai mặt. Đó. Nó cũng hàng ba lớp. Về cái chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này ấy, thì sẽ được là 18 các bác nhé. Đó. 18 về bản sử dụng thì sẽ được 43. Được 43. Sống rất là dày này. Sống của nó ở trong này khả năng là tới khoảng 6 ly. Đi ra ngoài này chắc cũng phải tầm 4-5 ly này. Rất là dày đây các bác. Đó, nó rất là dày. Cái cây này thì cái phần cán của nó còn không còn được đẹp lắm các bác nhé. Cái cán này thì nó muốn hư rồi.
thì cái chủ yếu cái lưỡi này thôi, đó, cái lưỡi thép dây xanh này thôi. Thì các bác mình có thể mua về mình thay cán mình xài. Thì H28 có giá là 150k. Tiếp theo là H29 thì em lên một cái cây câu liêm. Cây này thì sống lưng thì cũng tương đối. Thì cái cây câu liêm này, cái sống lưng thì em đo sẽ được 4 ly này, dày 4 ly. Đó, và mỏng dần ra đầu ngoài này thì nó còn được 2,5 ly. Đó, lưỡi thì cây này dòng mài một mặt, hàng hai lớp các bác nhé, hàng hai lớp. Cán cùng khâu chốt là đầy đủ này. Cây này các bác mình mua về các bác cũng có thể khoạc dừa, khoạc dây đồ các thứ. Thì cái chiều dài của cái cây này lưỡi sử dụng em đo kiểu như này thì sẽ được 16. Còn tổng chiều dài lưỡi cán thì được 55,5. Đó, thì H29 có giá là 170k, H29. Tiếp theo là mã H30. H30 thì em lên hàng dìu các bác nhé. Đây, 30 thì em lên cái lưỡi dìu. Cái lưỡi dìu này thì là lưỡi dìu của quân đội Nhật đây các bác nhé. Đó, có logo mộc truyện chữ này và có số 45130. Đó. Lưỡi thì cũng còn khá là đẹp, nó không có bị rỉ sét gì các bác. Tại vì ở bên đấy họ có sơn một lớp sơn bên ngoài như vậy ấy. Đấy, lớp sơn màu xanh như này. Tuy nhiên về thì em đánh hết cái lớp sơn ra thì nó để lộ ra cái mặt trong của cái cây dìu như vậy ấy. Đây là những cái vết ám thép này. Đó, chứ không có bị rỉ hay là bị sét gì các bác nhé. Lưỡi thì còn rất là đẹp. Cây này lỗ tra cán hình oval này. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng được 8cm. Về chiều cao thì sẽ được hơn 13. Còn độ dày ở phần đầu thì sẽ được 2,3. Cân nặng cái lưỡi này thì sẽ được là 800g các bác. Lưỡi này nặng là 800g. Thì cái H30 là 250k. Tiếp theo là H31. Thì hôm nay em sell cho các bác mình. Em xả cái lưỡi này các bác nhé. Nó chỉ có 550 thôi. Một cái lưỡi dìu lớn mà có logo mộc truyện chữ này và có số ở đây. Đó. Cây này thì cũng hàng quân đội Nhật đấy các bác nhé. Lưỡi này thì còn rất là đẹp và nguyên vẹn này. Đó, rất là đẹp luôn. Lưỡi này thì em chưa có mài nha các bác. Em vẫn để nguyên như vậy, chưa có mài. Bác nào có nhu cầu mà cần thì em... Bác nào muốn tự mài thì mình có thể mua về mình tự mài. Còn không thì bác nào mà cần ấy thì bảo em thì em sẽ mài trước khi gửi đi cho các bác nhé. Còn về chiều dài lưỡi sử dụng được 12,5. Chiều cao là được 19,3. Đầu dìu sẽ dày 3cm. Cân nặng cái lưỡi này thì nó nặng là 1,8 kg. Lưỡi này thì nặng 1,8 kg này. Rất là nặng. Thì H31 là 550. Đó. Các bác mình có thể mua về xài hoặc sưu tầm này. Chặt cây bổ củi. Lỗ tra cán hình oval đây các bác nhé. H31 là 550k. Tiếp theo là H32. 32 thì em lên một cái lưỡi dìu bổ, chuyên bổ củi nha các bác nhé. Lưỡi này thì nó hàng 3 lớp thép và có mộc truyện chữ ở đầu trên này. Da rẻ cây này thì cũng tương đối. Nó còn khá là đẹp đây các bác nhé. Khá là đẹp. Không bị cấn móp gì. Và cân nặng cái cây này sẽ được là 1,5 kg. Cây này nặng 1,5 kg này. Về cái bản rộng lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được hơn 7cm. Cao là được khoảng gần 8cm. Đầu dìu thì dày 2,8cm. Thì H32 có giá là 250k. Tiếp theo H33. 33 thì em lên một cái cây dìu bổ nữa. Cây này thì có chữ khắc thủ công, da rẻ láng mịn. Cũng là hàng 3 lớp thép, lưỡi đã được mài bén này. Da rẻ cây này còn rất là đẹp. Ở phần đầu thì nó hơi cấn nhẹ một chút xíu. Về chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 6,5. Cao thì được 18. Về đầu dìu dày 3cm. Cân nặng cái lưỡi này thì được 1,25 kg. 1,25 kg. H33 có giá là 250k. Tiếp theo là H34. Thì em lên một cái cây dìu chữ L. Cây này thì lưỡi thì cũng thường dìu thì lưỡi thì phải mài hai mặt rồi, nhưng mà cây này thì hàng rèn thủ công, nó là hàng 3 lớp thép nhé các bác. Đó, rèn thủ công 3 lớp thép này. Đó, cái vân thép nó đây. Và ở đây có chữ khắc thủ công này.
tuy nhiên nó cũng hơi mờ một chút nhé, có chữ khắc thủ công. Cây này thì dòng size lớn nhé các bác, size lớn. Cân nặng của cái cây này sẽ được 1,1 kg này. Chặt cây, chặt xương, đổ đều ok. Chiều dài lưỡi cây này được hơn 13 và cao thì sẽ được 15,5 cm. Đầu dìu dày 3,5 cm. Thì cái H34 có giá là 350k. Những cái cây dìu này các bác mình có thể mua về xài hoặc sưu tầm này. Nếu các bác mình biết làm cán kiểu ấy, mình sưu tầm thì mua những cái cây này về mình tra cán vào, rồi mình spa lại thì nó rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp. Thì H34 có giá là 350k. Tiếp theo là H35 thì em lên một cái lưỡi dìu tai voi. Thì cái lưỡi dìu tai voi này nó là hàng 3 lớp thép rèn thủ công nha các bác nhé. Đó, hàng rèn thủ công, da rẻ cây này thì láng mịn, đẹp. Cây này các bác mình có thể dùng để chặt cây, chặt xương hoặc là đi sử dụng để đi câu du lịch ấy. Thì chiều dài lưỡi sử dụng là 11,2, cao thì được 11,5, đầu dìu dày 2,5. Cân nặng cái lưỡi này sẽ là được 600g, 600g. Thì H35 là 250k. Tiếp theo là H36 thì em lên một cái cây dìu tai voi. Cây này thì có cán và nó cũng là hàng 3 lớp các bác nhé. Cũng là hàng 3 lớp này. Đó, hàng 3 lớp. Thì cái cây này thì tay cầm này có, người ta có chữ đồ đầy đủ đây các bác nhé. Đó, tay cầm này thẳng thớm, đẹp, không bị cong vênh, sứt mẻ bất cứ điểm nào. Cân nặng cái cây này sẽ được 700g các bác. Nặng 700g. Đó. Rất là đẹp. Cầm khá là vừa tay. Thì chiều dài lưỡi sử dụng được 10,5. Cao thì sẽ được 10,5. Chiều dài cán cây này được 34,5. Thì cái cây H36 này có giá là 300 các bác. Tiếp theo là H37. H37 có giá là 50k. Thì em lên một cái lưỡi như thế này. Đấy. Thì cái lưỡi này các bác mình có thể sử dụng để bâm chặt rễ cây đổ các thứ này. Mình làm cái cán. Đó. Sử dụng để chặt cây. Chặt cây. Về cái chiều dài bản rộng lưỡi được 7 cm. Cao, tổng chiều cao thì được 14,5. Thì cái H37 là 50k. Đó. Nên cái lưỡi nó họ làm nó hơi bát bát như này. Thì sử dụng để làm gì thì em cũng không có rõ. Kiểu như chặt hay đẽo gì đó. Thì em cũng không có rõ. Đó. Thì H37 là 50k. Tiếp theo H38 thì em lên một cây dìu chữ L. Cây này thì có chữ khắc thủ công, da rẻ láng mịn, lưỡi mài hai mặt, hàng 3 lớp này. Nó cái đầu thì cũng còn khá tương đối là nguyên vẹn này. Hàng gần như chưa qua sử dụng các bác nhé. Gần như chưa qua sử dụng này. Rất là đẹp. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được 12. Cao thì được 13,6. Đầu dìu dày 3 cm. Cân nặng cái lưỡi này thì nó được là 800g. Thì H38 có giá là 300. Tiếp theo là H39. 39 thì em ở đâu? H38. Đây, tiếp theo là H39. Em sửa lại cái này. Rồi. H39 thì em lên một cái cây dao đi rừng. Cây này thì vẫn mới vệ sinh qua thôi. Lưỡi thì cũng chưa có mài gì các bác nhé. Cây này mới hàng đánh rỉ thôi. Đó, dòng hai lớp thép này. Mài một mặt, chữ khắc thủ công. Tay cầm khâu chốt là đầy đủ này. Khâu là khâu kim cương đây các bác nhé. Đó, cây này da rẻ, láng mịn, đẹp. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được 15. Bản rộng là được 4,4. Chiều dài lưỡi cán là 31,5 cm. Cái phần sống lưng cái cây này sẽ dày được 6 ly. H39 thì có giá là 270. Tiếp theo là H40 thì em lên một cây dao chặt. Cây này thì của hãng Seki Maruku. Cây này thì mài một mặt, đóng hai lớp thép này, cán chốt là đầy đủ chắc chắn và có một chuyện chữ đầy đủ ở đây. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này thì sẽ được 15,5. Tổng chiều dài thì sẽ được 32. Bản rộng là được 4,6 cm. Sống lưng sẽ cây này dày 6 ly. Thì H40 có giá là 300 các bác. Tiếp theo là H41 thì em lên một cây dao chặt đi rừng. Cây này thì mài một mặt, hai lớp thép và mặt sau thì có một chuyện chữ. Khâu là khâu kim cương.
Lưỡi cây này thì rất là dài, cây này thì lưỡi nó dài 21, còn lưỡi dài lưỡi sử dụng là dài 21 này, còn tổng chiều dài là 40,5. Bản lưỡi thì cây này còn được 3,6 cm. Sống lưng cái cây này sẽ dày được là 5 ly các bác. 5 ly thì H41 có giá là 300, da rẻ láng mịn này. Đó, không bị nó không có bị răm mẻ gì các bác nhé. Tiếp theo là H42 thì em lên một cây dao chặt đi rừng. Cây này thì lưỡi đã được mài bén này, chữ khắc thủ công, mài một mặt dòng hai lớp thép, da rẻ láng mịn, không có bị, cây này thì cũng không có bị rỗ hay rỉ gì các bác nhé. Tay cầm đầy đủ đây, chắc chắn này. Cái chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây dao này thì sẽ được là 18,5, bản rộng là được 4,5, tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 36. Sống lưng cái cây này sẽ được là 6 ly. Sống lưng dày 6 ly là H42 là 350. Tiếp theo H43 thì em lên một cây dao chặt đi rừng. Cây này thì của làng nghề Tô Sa này. Làng nghề Tô Sa, lưỡi mài một mặt dòng hai lớp thép các bác nhé. Hai lớp thép. Cán thì được sơn màu đỏ. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này 17, bản rộng của nó được 4,3. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì sẽ được 35 này, 35. Sống lưng ấy thì em đo nó dày là 5,5 ly. Thì H43 một cây dao đi rừng là được 300. Tiếp theo H44 thì em lên một cái cây dao chặt cây và chặt xương. Cây này thì mài hai mặt ba lớp thép, mài hai mặt ba lớp thép có chữ khắc thủ công. Khâu cây này là khâu kim cương. Đó, tay cầm khâu chốt chắc chắn đây các bác nhé. Đó, rất là chắc chắn, không có bị mục hay là bị mại gì. Đó, da rẻ hai mặt này, lưỡi sử dụng rất là đẹp. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 14, bản rộng là 6,5, tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 37,5 này. Cân nặng cái cây này thì sẽ là được 700 g, nặng là 700 g. H44 là 350. Tiếp theo là H45 thì em có lên một cái cây dao chặt đi rừng. Cây này thì hàng rèn thủ công, lưỡi mài hai mặt. Đó, tay cầm khâu chốt đầy đủ và còn chắc chắn này, chặt cây chặt xương. Cây này cân nặng sẽ được là 600 g này, nặng là 600 g. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 12,5, bản rộng nó được 16. À, bản rộng là 6,5. Chiều dài lưỡi cán là được 35,5 cm. Sống lưng thì em đo nó dày là 8 ly các bác. Thì H45 có giá là 300 k. Da rẻ cái này rất là đẹp đây các bác nhé. Cực kỳ đẹp. Cán thì còn chắc chắn này. Nhà H45 là 300. Tiếp theo là H46, em lên một cái cây dao chặt cây. Đó, cây chặt cây. Thì cái cây này ấy, cán cùng khâu chốt là còn đẹp đây các bác nhé. Đó. Còn rất là cứng cáp này. Đó, cái cán của nó rất là cứng. Mài một mặt hai lớp thép nha các bác. Cân nặng cái cây này sẽ được là 700 g này. Cây này là nặng 700 g. Về cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 14,5, bản rộng là được 6,5, tổng chiều dài lưỡi cán sẽ được là 45. Sống lưng cái cây này thì sẽ được là 8 ly. Thì H46 là 300, H46. Tiếp theo là H47 thì em lên một cái cây dao chặt. Cây này cũng là dòng chặt cây và chặt xương này. Cây này thì chữ khắc thủ công, có mộc truyện chữ đầy đủ này. Đó, hai mặt. Cây này thì cực kỳ đẹp này. Đó, cán thẳng. Chặt cây chặt xương. Chiều dài cân nặng cái cây này 650 g này. Đó, lưỡi mài hai mặt hàng ba lớp. Chiều dài lưỡi sử dụng thì được 13,5, tổng chiều dài lưỡi cán thì được 39,5 cm. Bản rộng được 7 cm. Bản lưỡi sử rộng là 7 cm. Và độ dày thì được 7 ly các bác, lưỡi dày 7 ly. Cây này rất là đẹp đây các bác nhé. Rất là đẹp. Thì cái H47 có giá là 450 k, H47 này. Cực kỳ đẹp. Tiếp theo là H48 thì em lên một cái cây dao chặt cây và chặt xương. Đó, cây này thì ở phần lưỡi này nó không phải bị mẻ các bác nhé. Nó đang tình trạng nó bị rỉ nhẹ một chút này, chứ không phải bị mẻ. Đó, chữ khắc thủ công. Da rẻ cây này thì lớp xi mạ màu xanh đang còn nguyên, khâu kim cương này. Cán cùng chốt chiếc là chắc chắn. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì sẽ được 13,5 này. Tổng chiều dài lưỡi cán thì sẽ được 36,5, bản rộng của nó 6,5.
Sống lưng cái cây này thì sẽ là 7 ly. Cân nặng cái cây này sẽ là được 600 g ạ. 600 g, H48 là 280. Tiếp theo là H49 thì em lên. Đây H49 thì em lên một cái cây dao kiểu dao bào gỗ ấy, dao bào gỗ. Thì cái cây này thì các bác mình có thể mua về mình dùng. Ví dụ như là các bác cắt cái đầu này đi này, nó cũng có thể thành một cái cây dao dùng để chặt cây. Hoặc là bác nào mà hay làm thủ công ấy, hay làm thủ công như bên Nhật thì có thể dùng để bào gỗ, bào nạo. Đó. Thì đây là cái phần cán ở bên này. Còn cái phần này thì ở đây người ta có mài bén như vậy. Đấy. Còn sử dụng để làm gì thì em không có rõ. Nhưng mà thường thì em thấy người ta dùng bào gỗ ấy. Cây này mộc truyện chữ đầy đủ này. Đó. Mộc truyện chữ đầy đủ. Cái chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được là 13. Còn tổng chiều dài thì được 32. Sống lưng cái cây này khá là dày, nó dày được là 8 ly. Thì cái H49 này có giá là 200k H49. Tiếp theo H50 thì em lên một cái cây dao chặt gà vịt. Cây này thì các bác mình có thể thái rau, thái thịt và chặt gà vịt này, rất là đẹp. Hàng rèn thủ công, chữ khắc thủ công, tay cầm khâu chốt đầy đủ này. Đó, hai mặt láng mịn, cây này còn tương đối đẹp đây các bác nhé. Đó, một chuyện chữ đầy đủ. Cân nặng cái cây này sẽ được là 600g các bác. Cây này nó nặng gần 600g rồi còn chưa được 600. Thì chiều dài lưỡi sử dụng là 23,3 cm. Bản lưỡi thì được 8,1. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này sẽ được 36,7. Sống lưng cái cây này ấy, thì em đo là 3,5 ly. Thì H50 có giá là 650k. Tiếp theo là H51, em lên một cái cây dao quắm. Cây này thì hàng cũng là hàng rèn thủ công này, lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép và có mộc truyện chữ đầy đủ ở đây. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này thì sẽ được 14, tổng chiều dài cây này thì được 43, bản rộng thì sẽ được 5 cm các bác, bản rộng lưỡi 5 cm. Sống lưng thì sẽ được 6 ly, sống lưng là dày 6 ly. Thì H51 có giá là 200. Cây này thì cái phần da ở đây nó hơi nhăm nhẹ nhé. Các bác mà cân nhắc trước khi mình mua này. Đấy, nó hơi nhăm nhẹ. Để mà sử dụng thì nó không ảnh hưởng. Vì nó cây dao thì nó tốt hay không. Quan trọng là cái phần lớp lõi này này. Đó, còn cái cây này thì nó hơi nhăm nhẹ ở đây. Sử dụng thì không sao. Nhưng mà nó thì nhìn nó không được đẹp. Cho nên các bác mình mua thì cũng cân nhắc trước khi mua. Đó, còn để mà về sử dụng thì vẫn ok các bác nhé. Thì H51 là 200. Tiếp theo là H52 thì em lên một cái cây dao chặt cây chặt xương. Cây này thì hàng 3 lớp thép rèn thủ công và lớp xi mạ màu xanh còn rất là mới. Đây các bạn này, còn rất là mới. Tay cầm khâu chốt cây này thì cực kỳ chắc chắn rồi. Tuy nhiên cái cây này thì họ sử dụng nhiều ấy. Kiểu như họ dùng cái cây hay cái sắt vật cứng ấy, họ đập lên cái sống lưng này. Giống như kiểu họ kê này, họ đập ấy, để chặt ấy. Nhưng mà họ không chặt như này mà là họ kê họ chặt như kiểu người ta chặt sắt vậy. Đó, thì nó bị mòn cái sống lưng như thế này. Nó mòn khá là nhiều. Để mà sử dụng thì nó không sao, nhìn thì hơi mất thẩm mỹ thôi. Cái dáng thì nhìn nó cũng hay hay. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mình có thể mình mua về mình xài. Thì chiều dài lưỡi được 13,5, tổng chiều dài lưỡi cán thì được 36,5. Còn cái bản rộng phần hẹp nhất thì được 6,5 này. Còn phần rộng của nó thì gần 7 cm. Sống lưng cái cây này thì được 7 ly. Còn về phần cân nặng cái cây dao này thì sẽ được hơn 700 g các bác nhé. Hơn 700 g. Thì cái H52 là 230k. Thì bác nào có thể mua về mình sử dụng để chặt xương chẳng hạn thì rất là ok. Đó. Cái lưỡi này rất là cứng mà người ta đập móp như thế này thì các bác cũng biết rồi. Đó, dùng để chuyên chặt xương. Xương ống H52 là 230. Tiếp theo là H53. H53 em lên một cái cây dao quắm. Cây này thì các bác mình có thể mua về mình đi rừng đồ các thứ ấy. Đó. Hoặc là dùng để chặt cây này, dọn vườn dọn rẫy, chặt cây, chặt dừa, chặt đồ các thứ, khá ok. Cây này thì mộc truyện chữ đầy đủ này, lưỡi mài hai mặt, hàng ba lớp thép. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này ấy, thì em đo được là 14 này, tổng chiều dài lưỡi cán thì sẽ được 41, bản rộng của nó thì được 5,3. Sống lưng cái cây này thì em đo nó dày là 5 ly này. Dày 5 ly. Cân nặng cái cây này thì sẽ được 500 g các bác nhé. 500 g thì H53 có giá là 320.
Tiếp theo là H54. 54 thì em lên một cái cây dao phát. Thì cái cây này thì cái lưỡi họ thiết kế kiểu cong như thế này các bác nhé. Nó hơi cong như thế này, dòng mài một mặt. Cây này thì thuận cho các bác mình có thể sử dụng tay trái này, tay trái. Còn tay phải thì chặt nó cũng được thôi. Tuy nhiên này, nếu mà thuận tay trái thì hay hơn. Đấy, cây này thì cho các bác mình có thể sử dụng là tay trái này. Đó. Thép là thép kháng rỉ các bác nhé. Cây này thép kháng rỉ. Đó. Dáng dao khá là lạ nha các bác. Còn về cái phần chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này thì sẽ được là 27. Tổng chiều dài lưỡi cán là được 46. Bản rộng phần hẹp nhất thì sẽ được là 2,7 ly, à 2,7 cm. Sống lưng cái cây này được 4 ly các bác, 4 ly. Thì cái H54 có giá là 300k, H54. Tiếp theo là H55 thì em lên một cái cây dao đi rừng. Cây này là nó thuộc dòng Curi các bác nhé, dòng Curi, hàng rèn thủ công, lưỡi mài hai mặt. Lưỡi mài hai mặt có chữ khắc thủ công này, chữ khắc thủ công. Tay cầm bằng gỗ, còn cái khâu này thì rất là dày đấy các bác. Khâu rất là dày, khâu là thép không rỉ các bác nhé, thép không rỉ. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này ấy, thì em đo là nó được 28. Tổng chiều dài lưỡi cán thì được là 46,5. Và cái bản rộng thì sẽ được 5,5 cm này. Sống lưng cái cây này ấy, thì nó em đo nó dày là khoảng 5,5 ly. Thì cái H55 có giá là 950k. Tiếp theo là H56. 56 thì em lên một cái classic các bác nhé. Một cây classic. Cây này thì độ cái hãng nó là bên đây cơ. Hãng là hãng Sanki các bác. Hãng Sanki. Cây này thì còn sử dụng khá ok. Tại vì tay cầm nó là thép rèn ấy, cho nên độ bền rất là cao. Đó. Độ bền rất là cao của hãng Sanki, hàng của Nhật. Rope Forget là dòng thép rèn này. Đó, ở đây có chữ Japan. Và còn về phần xích của nó thì không có bị cứng kiếc gì hết các bác nhé, rất là trơn tru. Thì các bác mình có thể dùng để cào những cái ống lớn ấy. Đó. Còn về cái chiều dài của sợi xích này ấy, đây thì giờ em đo này. Thì cái chiều dài của sợi xích này nó sẽ được là 67 cm, còn cái cây cần này sẽ được là 50,5 cm. 50,5 cm. Nó thì bác nào thấy phù hợp có thể về mình cào ống cào đồ ấy thì bác mình mua về mình xài. Nó rất là tiện lợi khi mà dùng để vặn cào ống các bác nhé. Thì H56 có giá là 370. Cái phần miệng của nó đây này, cái lưỡi còn rất là ấy, không bị nhăm mẻ gì các bác nhé. Không bị nhăm mẻ bể bất cứ điểm nào. H56 là 370 này. Tiếp theo là H57 thì em lên một cái cây classic nữa. Cây này thì cũng dòng Drop Forget, dòng thép rèn đây các bác nhé. Có chữ Nhật đầy đủ này. Và bên này, à đây, cái hãng của nó là hãng Super. Hãng Super, ở đây có chữ Japan này. Nó cái sợi xích cũng là trơn tru, nó không có bị cứng nhắc bất cứ một điểm nào. Đó, thì các bác mình đó, có thể mua về mình dùng để kẹp ống kẹp đồ ấy, mình cảo đồ này kia. Đó. Đấy các bác, còn về phần sử dụng của cái cây này sẽ là như thế này. Đó. Những cái cây, tại vì cái kia nó nặng quá, em thao tác cái cây này cho nó nhẹ này. Đó. Thì tùy theo cái ống to ống nhỏ để các bác mình có thể gắn vào nhé. Mình gắn vào đây để mình vặn này. Ở đây cái răng lợi của nó, cây này cũng còn khá là mới nhé, không bị sứt mẻ bất cứ điểm nào. Đó. Còn về cái chiều dài của cái sợi xích này ấy, thì em đo thì nó chiều dài của nó sẽ được 50. Còn cái cây cần thì sẽ được 42. Cây cần là 42, cây này nhỏ hơn một chút. Thì cái H57 này có giá là 300, khá là đẹp. Tiếp theo là H58 thì em còn mấy cái lưỡi cưa đây các bác nhé. Ở đây em còn mấy cái lưỡi cưa như thế này, các bác mình có thể mua về mình làm dao phát này. Đó. Thì một lưỡi như này sẽ là 200k. Thì cái em sẽ đo cái lưỡi dài này sẽ là được khoảng 49 cm. Tổng chiều dài là 49. Còn cái bản rộng là được 3,5 này. Bản rộng 3,5. Còn về phần độ dày của nó sẽ được là khoảng độ là 3 ly các bác nhé. Độ dày là 3 ly. Thì cái H58 có giá là 200.000 một cây, 200 một cây. Tiếp theo là H59 thì em lên một cái tô vít. Cây tô vít này thì nó cũng là của hãng Vercel đây các bác nhé. Của hãng Vercel này, Vercel. Cây này thì cái đầu cũng còn đẹp đấy các bác, không bị nhăm mẻ cấn bể bất cứ gì. Đó, mà cái dòng Vercel này nó là dòng một cái hãng rất là nổi tiếng chuyên sản xuất về dụng cụ tô vít đồ các thứ nhé. Về tổng chiều dài cái cây này sẽ được là 28. Thì cái H59 này có giá là 100k. Tiếp theo là H60, em lên combo là 3 cây này. Nó gồm có một cái cây dùng để cho các bác mình dùng xúc hoặc đào này. Đó. K
cán còn chắc chắn và còn khá là, nó khá là dài, thẳng thớm, không bị cong vinh gì. Một cây. Và tiếp theo là một cái cây cưa lách, cây cưa lách này, cái đây tên hãng của nó. Và bên này có chữ Made in Japan đây các bác nhé. Một cây cưa lách nhỏ, lưỡi còn đẹp này, không bị sứt mẻ gì. Tiếp theo nữa là tiếp theo nữa là một cái cây cưa cắt cành. Đó, cây cưa cắt cành. Cây này thì da rẻ khá ok đây các bác nhé. Lưỡi lủng không ít bể mẻ gì. Ở trên cán thì còn chữ như thế này. Thì đầu tiên thì em sẽ đo cái cây cưa này thì chiều dài lưỡi sử dụng 20,5. Bản rộng thì sẽ được 3,5. Tổng chiều dài lưỡi cán thì được 37 này. Còn cái cây cưa lách này thì chiều dài lưỡi sử dụng thì được khoảng 12,5. Tổng chiều dài sẽ được là 26 này. Còn cái cây đào này thì được 6,5. Chiều dài lưỡi sử dụng thì sẽ được 15,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 55,5 các bác nhé. 55,5. Thì ba cái cây này, ở đâu rồi? Lại mất cái giấy đâu. Ba cây này là ở đây. Đây H60 là 200k cho ba cây các bác. H60 là 300k, à 200k cho ba cây như vậy. H60. Tiếp theo là H61 thì em lên một mớ cưa lách như này các bác nhé. Đây em lên mớ cưa lách này, nó gồm có 2 này, 4 này, 6 cây mà cây nào cũng đẹp chứ không có bị vênh hay bị mẻ gì hết các bác nhé. Các bác có thể mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng. Thì bác nào làm bonsai thì mình có thể mua về mình xài dần đấy. Đó, mua về xài dần. Thì nó gồm có 2, 4, 6 cây như vậy. Nó có ngắn, có dài đầy đủ đây các bác nhé. Đó, tất cả thì đều còn đẹp, cán, củng, chốt, chiếc là còn chắc chắn hết. Thì cái H61 này, thì 6 cây này có giá là 200k. Ở trên một số các cái trang mạng thì em thấy người ta bán ấy, có chỗ thì bán tới 100.000 một cây như thế này này. Chỗ thì 100.000. Đó, có chỗ thì cũng có 80.000 một cây. Đó. Thì nay em có mấy cây này thì bán cho các bác mình 200.000. Là có 6 cây, gồm 6 cây thì tính ra một cây là có bao nhiêu nhỉ? 35.000 này. 35.000 thì phải. Đấy. Thì H61 là 200k. Tiếp theo là H62 thì em lên một cái cây dao chặt. Đi cây này thì chặt cây đi rừng đồ các thứ này. Đó, cây này thì cái cán người ta làm liền bằng cán sắt nhé. Các bác mình về cuốn cái dây vải vào là mình xài. Cây này mài một mặt, nó dòng hai lớp thép này, có mộc truyện chữ ở đây. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này 15, bản rộng của nó sẽ được 5 cm. Tổng chiều dài cây này được 38. Sống lưng cái cây này thì em đo nó sẽ dày là gần 7 ly, gần 7 ly. H62 là 250k, da rẻ láng mịn. Cây này thì da rẻ láng mịn, không bị nhăm rỗ gì các bác nhé, rất là đẹp. Tiếp theo là H63 thì em lên một cái cây dao cá ngừ. Cây này thì chữ khắc thủ công và nó hàng rèn thủ công, mài hai mặt khá là đẹp, tay cầm khâu chốt đầy đủ này. Đó. Cân nặng của cái cây này sẽ là 700g các bác. Cây này thì sẽ nặng 700g. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được là 20,5 này. Bản rộng của nó sẽ là được khoảng 10,7 cm. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được là 34,5 này, 34,5. Sống lưng ấy, độ dày ở phần trong thì sẽ được khoảng gần 7 ly. Và đi ra đầu ngoài này còn được khoảng 5 ly đến 4,5 ly. Thì cái H63 là 800k. Tiếp theo là H64. 64 thì em lên một cái cây dao. Cái dòng này thì kiểu dao đi biển ấy. Dao đi biển cho thợ lặn đồ các thứ. Thì các bác mình hoặc là đi chơi, đi câu, đi phượt, đi rừng này. Đó. Lưỡi của nó thì dòng mài một mặt, có thể dùng gọt trái cây, cắt hoa quả, thái thịt, rồi chặt cây. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì được 14, bản rộng lưỡi thì được 3,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 31. Sống lưng ấy, thì em đo cái cây này nó sẽ là được 4, nó gần 5 ly các bác nhé, gần 5 ly luôn. Thì H64 là 250k. Tiếp theo là H65. Thì em lên một cây gần tương tự, cây này thì dòng dao đa năng. Đó, các bác mình có thể dùng đi chơi, đi câu phượt, đi rừng này. Nó có logo mộc truyện ở đây. Tay cầm thì bằng nhựa. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì là được 14,5. Bản rộng nó 3,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 31 này. Sống lưng thì em đo nó dày được 4,5 ly. Đó, ở đây thì có một cái phần để mình cưa cây. Đây phần vặn ốc. Ở đây chỗ nó kiểu bẻ kẽm, bẻ đồ gì đó. Đó, lưỡi thì mài một mặt dòng hai lớp thép các bác nhé. Thì H65 này có giá là 250k. Tiếp theo H66 thì em lên một cái cây dao. Cây này thì dòng thép không gỉ của Nhật đây các bác. Đó, lưỡi mài hai mặt. Cây này cũng dòng dao đi chơi, đi câu, đi phượt, đi rừng này.
Cây này thì không có bao vỏ hộp, các bác mình có thể về thay bao vỏ hộp. Cái phần đuôi của nó bằng thép, nó hơi mòn, nó hơi bị mục nhẹ một số các cái chỗ nhẹ như thế này các bác nhé. Còn chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì sẽ được 14, tổng chiều dài là được 28, bản rộng cái cây này được 3 cm, sống lưng sống dao thì dày 4 ly, độ dày của dao là dày 4 ly. Thì H66 có giá là 200. Tiếp theo là H67. 67 thì em lên một cái cây dao thái. Cây này nó là dòng 3 lớp thép, ốp không rỉ, ốp ngoài không rỉ, lõi loại carbon các bác nhé. Tay cầm thì được làm bằng gỗ, ốp gỗ hai bên này, còn chắc chắn không bị hở há gì. Nó lưỡi đã được mài bén sơ rồi. Chiều dài lưỡi sử dụng là hơn 18 cm, tổng chiều dài là 30, bản rộng của nó là 4 cm. Sống lưng cái cây này sẽ dày là 2 ly. 2 ly. H67 là 170. Tiếp theo là H68, là em lên một cây dao cai. Cây này dòng Santoku của hãng Kai. Thì nó là dòng thép không rỉ các bác nhé. Tay cầm thì bằng nhựa, ba chốt đầy đủ này. Cây này thì còn tương đối là mới, gần như chưa qua sử dụng. Chiều dài lưỡi cây này được 16,5, bản rộng của nó thì được 4,7. Sống lưng cái cây này thì nó chỉ khoảng độ 1,5 ly thôi. 1,5 ly. Thì H68 là 150k, một cây dao cai không rỉ. Tiếp theo là H69 thì em lên một cây Masahiro. Thì cái cây này thì nó là dòng thép không rỉ này. Ở đây có chữ MS300. Đó, MS300. Có một triện chữ ở đây. Cũng dòng không rỉ các bác nhé. Tay cầm thì là bằng gỗ này, hàng chất lượng cao. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 16,5, bản rộng nó được 4,7. Sống lưng cái cây này sẽ là được 1,8. Thì H69 có giá là 150. Tiếp theo là H70. 70 thì em lên một cái cây Masahiro. Masahiro. Đấy, thép là molybdenum và vanadium, dòng Sadexel thép không rỉ này. Đó. Thì các bác nào khéo tay thì mình có thể về mình mài sơ nhé, vệ sinh spa sơ qua, cây này rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là 18, còn bản rộng của nó 4 cm. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này sẽ được 30. Sống lưng cái cây này nó còn được 1,8 ly. Đó, còn tương đối nhé. Đó. Thì cái H70 sẽ quá 180 các bác. Tiếp theo một cây dao cai nữa. Tiếp theo một cây dao của hãng Kai này. Đó, cái cây này thì tay cầm thì bằng nhựa, dòng 3 chốt và cái bản của nó thì khá nguyên vẹn, dòng thép không rỉ. Chiều dài lưỡi cây này 17, còn bản rộng của nó là 4,6. Chiều dài lưỡi cán cây này được 29,5 nhé, 29,5. Và sống lưng cái cây này sẽ được 1,2 ly chuyên thái này. H71 là 150. Tiếp theo H72 thì em lên một cái cây dao, cây này hàng rèn thủ công. Có chữ mộc triện này, chốt là cây này là chốt đồng các bác nhé, chốt đồng. Mặt bên này thì có chữ khắc thủ công này. Cây này thì chưa có mài bén và chưa có cây này mới đánh rỉ, chưa mài bén này. Cây này thì thép nó rất là cứng. Thì các bác mình có thể mua về mình làm một cái cây dao lóc ấy. Chiều dài lưỡi sử dụng được 17,5, bản rộng nó là 4,6. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 29,5 này. Sống lưng thì nó sẽ dày 2 ly. Chuyên lóc nha các bác. H72 là 150. Tiếp theo 73 thì em lên một cái cây đè ba. Cây này thì mài một mặt, hai lớp thép, chữ khắc thủ công. Tay cầm thì bằng gỗ, khâu bằng nhựa này. Đó, cây này thì da rẻ, láng mịn, không bị rỗ. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 15,5, bản rộng của nó sẽ được 4,7. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 29. Sống lưng cái cây này thì em đo nó dày 7 ly. Thì cái H73 này có giá là 200k. Thì tiếp theo là 74 thì em một cây đè ba nữa. Cây này thì có chữ khắc thủ công, dưới này thì có cái mộc hình bông hoa cúc này, mài một mặt hai lớp thép, nó tay cầm bằng gỗ, khâu bằng nhựa này, còn khá là đẹp. Chiều dài lưỡi thì được 15,5, bản rộng 5 cm. Chiều dài lưỡi cán cây này thì sẽ được 28,3. Sống lưng ở phần tay cầm sẽ là 8 ly, đi ra đồng ngoài này cũng còn 4 ly. Thì cái H74 này là 200. Nó da rẻ còn đẹp các bác nhé, không bị rỗ. Tiếp theo là H75 thì em lên một cái cây đè ba. Cây này thì của hãng đây, tên hãng đây. Cái gì IKEA này. Nó thép không rỉ, còn đây là độ cứng với cả chất thép gì đó. Cây này thì dòng thép không rỉ và nó rất là cứng, có thể làm thái hoặc là có thể dùng dao thái hoặc dao lóc các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này 16 và bản rộng nó 4,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 28,5. Nó sống lưng thì nó sẽ dày mỏng ở phần tay cầm, dày 2,5 và mỏng dần ra ngoài nhé. Nó sẽ mỏng dần ra ngoài như thế này. Đó.
mà thép rất là cứng. H75 thì có giá 160. Tiếp theo là 76 thì em lên một cây sashimi. Cây này thì mài một mặt hai lớp thép rèn thủ công và có chữ khắc thủ công. Tay cầm bằng gỗ khâu bằng đồng và có chữ ở tay cầm. Lưỡi dao thì còn khá là đẹp đây các bác, trơn tru láng mịn. Chiều dài lưỡi cái cây này ấy, chiều dài lưỡi sử dụng nó được 27, bản rộng nó được 2,2. Chiều dài lưỡi cán thì sẽ được là 41,3. Sống lưng cái cây này ấy, độ dày phần trong sẽ là 3,5 và mỏng dần đi ra đầu ngoài này do còn 2 ly. Thì H76 là 250. Tiếp theo 77 thì em lên một cây sashimi. Cây này thì mài một mặt chữ khắc thủ công, tay cầm bằng gỗ khâu bằng nhựa này. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 20,5, tổng chiều dài lưỡi cán là 34, bản rộng được 3 cm. Sống lưng cái cây này thì sẽ được là 2,5 ly. H77 có giá là 150k, da rẻ láng mịn. Khá đẹp nha các bác. Tiếp theo là H78 thì có giá là 220, thì cái một cây sashimi, hàng mới vệ sinh sơ chứ chưa có mài bén gì các bác nhé. Là lưỡi mài một mặt dòng hai lớp thép chữ khắc thủ công, tay cầm bằng gỗ không bằng nhựa. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này sẽ được là 23, tổng chiều dài lưỡi cán là 37. Bản rộng được 3 cm, bản rộng của lưỡi sử dụng là 3 cm. Sống lưng thì sẽ dày được là 3 ly. Thì H78 có giá là 220k. Tiếp theo mã 79 là một cái viên đá mài. Cái viên đá mài này thì các bác mình có thể mua về mình mài dao mài kéo đồ các thứ này. Đó, nó có hai mặt, một mặt nó thô và một mặt mịn. Thì cái chiều dài của nó là 15, bản rộng thì sẽ được 5 cm và độ dày là được 2,5 cm. Đó, thì H79 này có giá là 100k. Dạ vâng, cái mã H79 thì cũng là mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cô dì, chú bác, anh chị đã quan tâm và theo dõi video. Dạ vâng, số điện thoại như Zalo thì em để trên phần mô tả. Cô dì, chú bác, anh chị mình có nhu cầu mua bất cứ món hàng nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp thì cho bên em, thì em sẽ là người tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhé. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại cô dì, chú bác, anh chị trong các video lần sau ạ.